Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này thì Khải vừa lấy được một cái cạc thi yên. Thì nói chung là nó thì cấp nó cao hơn Khải khoảng một cấp 70% á. Một cấp 70% á. Nhưng với lại hơn Khải khoảng 9 cuốn của nó mật tịch. Nên là Khải cũng mua cái sát này về, nói chung là cũng khá là hợp lý. Tầm một chiều hơn thôi nè. Đó. Thì Khải cũng mua về để Khải đổi qua Khải. Tại vì Khải thì nó thua ạc này một chút. Nhưng mà cái ạc Khải thì Khải sẽ bán lại. Tại vì hôm qua anh em cũng thấy rồi, mới ép Sơn Hà 2, mát ở Sơn Hà 2 này, hết 12 kim rồi. Hết 12 kim rồi. Thì nói chung thì mình bán lại cũng chịu hơn thì cũng có người mua thôi nè. Nói chung là cũng hợp lý là được thôi. Ok, Khải sẽ hủy một ít đồ rồi Khải giao dịch. Đồ ngoài quần kia rồi, Khải sẽ lên đảo mang sức đồ cho anh em xem nha. Ở lần này thì Khải sẽ mang sức đồ tăng đam thêm một tí rồi nè. Tăng đam thêm một tí. Chẳng đam thêm một tí. Này, Khải hủy đồ nha. Này, đồ sang hủy rồi. Không phải hủy mà dường như là mình sẽ bỏ nó ra. Mình sẽ tháo đồ ra. Những món đồ của mình thì mình cứ tháo ra rồi quay quần kia xà thôi nè. Đó, sẽ đồ một cái này thấy chưa. Này, ấn đồ, ấn mới mua nữa chứ. Người xấu, rồi người ta mình mới mua cao hơn. Người thì như nhau rồi, phi phong. Như chị. Rồi, ok. Ta sẽ mở khó từng món. Hỗ trợ mở khó mình hiểm nhanh. Tiến hành mở khó. Một món là 100 xu nha nè. Ở đâu? 30 ô trống, quá trời hay không? 30 ô trống, căng quá đi. Thì dịch bớt cái này qua nè mà. Dịch là cái giá trị ăn ban qua. Tại vì mình sẽ chơi một hướng đồ mới á. Là giá trị ăn ban với vũ khí. Đây, Khải sẽ dùng cây vũ khí này nha nè. Bỏ bớt khăn lôi nha. Bỏ bớt khăn lôi đi, Khải sẽ dùng khăn lôi khoảng tầm 75 nè. Khải dùng khăn lôi tầm 75 nè. Chơi full đam nè, lần này có chơi full đam, full hiệu ứng full đam. Là kháng thì vào tổng kim cắn nè. Kháng thì vào tổng kim cắn. Còn ngồi thì kháng loại 75 thôi, không còn nhiều. Ok. Khải chơi full đam. Khải cọc cái này vô rừng. Lần thay đổi này thử ạch mới. Xếp đồ thì xếp đồ sẽ mới đó. Ảch mới sẽ đồ sẽ mới đó. Từ đó Khải tới mua cái nhẫn này đã. Nếu mà không có nhẫn viết thì Khải xài tặng cái nhẫn này nè. Nhẫn này nó ngoài bán mấy chục vạn. Ngoài thấy nó ngoài bán nhẫn chón 30 cũng được được. Mua xài tặng nè. Đây, 50 vạn. Ok. Khải sẽ đi theo cái hướng mới rồi nè. Không ổn thì có thể mình sẽ mua nhẫn chón 40. Tại vì đi theo hướng này thì phải cần nhẫn chón 40 mà tìm chưa ra nè. Cần nhẫn chón 40 mà tìm chưa ra. Khải giao dịch bớt cho nó khỏi chặt rương thôi. Hỗ trợ mở khó bảo hiểm nhanh. Một đục cần 30 ô má như này mà không đủ trời. Ngáo thiệt sự. Đâu, ăn khó mới đâu chứ. Ăn nó khó trong nhân vật rồi. Ép phát sáng luôn hả? Chắc không binh anh em. Chắc là cái chì không binh không anh em. Hay là cái chì đẹp ta. Cái chì không binh không anh em. Kích gì bán rẻ cho triệu mất. Triệu mất cái gì. Phát sáng rồi. Không, anh bán chi em. Anh chưa bán mà. Ăn thành đi ông đó. Trải nghiệm. Nếu mà thành công thì anh mới bán thôi. Thằng kia nó đặt anh 7 kim rồi anh chưa bán nữa mà. Đâu bán đâu. Được kinh nghiệm được ấy này. Có, thấy rồi. Cái đi chung là tầm này là đang trải nghiệm set mới thử ổn áp thì sẽ xài. Ổn áp thì sẽ xài nè. Rồi ok. Có em ơi, ở đâu ấy? Ổn áp thì sẽ xài. Có em đổi cho Sơn Hà nhé. Sơn Hà là nhà chồng được ấy. Ok.
đừng hoán ép phát sáng thôi. Ok Minh Nguyễn ơi, khá nhiều anh em đồng ý với cái chùy là đẹp. Ok nhưng mà cái chùy phát sáng thật đẹp, em thề bài luôn, nhìn nó vàng 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 trông như hai bóng đèn thằng nào bơm đều ông giống thiên bàng, giống thiên bàng ông ác lứ thiên bàng cái gì ấy là nhìn giống thiên bàng nhìn nó đẹp. Thằng nào bơm đều ông giá thiên bàng nữa. Thằng nào bơm đều ông này là bơm đều ạ. Nói chung là cầm cái chùy nó nặng lắm, Khải thích song đao hơn nè. Hay là thoáng một lần nha. Anh đi, bây giờ anh có ba. Ok. Đợi hóng đi. Hóng đi nè. Ừ đừng ra không, đừng ra không thức linh này nọ thì nó phí. Nó mất lần hóng. Chúng tay đẹp mà. Em giật nè mày. Thôi chúng tay em, vũ khí nó phát sáng đẹp cho tay anh thua gì. Rồi. Vô cùng mình táo nhau giật này. Cho thằng em nó. Cái gì mày? Em hóng giùm anh là chứ không phải em có sẵn hả? Em đợi từ xem nào. Em đứng bên lục thủy tinh. Anh có lục thủy tinh không? À, nói tưởng đưa cho hóng sẵn có sẵn. Còn sao đợi tôi lóc ạc, tôi lấy tôi từ hóng mình. Ở đây thì em mua cho anh khổ quá 30 vạn đấy sao? Đợi đây, đợi lấy hóng mình hả? Đây, em có một cái bộ đây rồi. Có hóng mình chưa? Có hóng mình chưa? Anh tưởng em là có sẵn rồi, quăng cho hóng. Ăn lần hóng 200 mấy đấy. Đúng chưa? Là đang lấy Khải thì Khải còn 2 hóng binh thôi nè. Khải còn 2 hóng binh nè. Hồi chưa cho anh Mão 2 phát rồi, cho anh 2 phát rồi. Ôi, còn có một cái à. Em hoán luôn. Anh hủy giao dịch rồi. Từ từ thấy đợi tới đây. Anh đi lấy hóng binh nè. Thấy nhìn em. Chưa hóng mà. Nếu mà vô cùng chỉ nhá xịt nha, đưa đây cho tôi. Dây ủng hộ dẫn lần đó. Lần đầu thì ai chẳng xịt. Không có đâu, sao lần đầu xịt được, hơn xui không? Chết em một. Nói chung là hiện tại á, kích thì Khải cầm nhiều rồi. Nói thẳng ra là Khải đang thích cây song đao hoặc là cây kiếm. Song đao đó. Gì? Ủa song đao, em chỉ khoán nó song đao với cây chứ. Khải chỉ thích song đao với kiếm thôi. Ai, Tường Dương này, giao dịch. Cái này không đủ nguyên dạng, em bỏ thêm 5 vạn nha, cái này không đủ, để lắp lại kia. Ok. Hóng binh em có rồi đúng không? Hóng binh em có rồi. Ai, thiền vạn với xu thôi, ok. Rồi, hóng thử một lần, hóng đừng, hóng nha. Để tới nè, để xem thử hóng ra như gì. Rồi ok anh em ơi, ra đào rồi. Ok, Khải lên lên đảo. Anh không có bộ hoán binh hả anh Mão? Đưa anh cho một cục này. Vâng, anh kêu anh mua, kêu anh mua thủy tinh đi. Kêu mua hai. Anh mua. Anh cho em 150 vạn đây rồi, đủ mua 3 viên. Ok. Quay đâu. Mua đi. Anh cho em 150 vạn đủ mua. Giao dịch anh vứt cho cục hoán binh này. Giao dịch đi. Đây. Giao dịch. Kêu anh giao dịch 200 xu với lại 50 vạn nữa. Rồi. Ok. Đó. Không phát thì ra đào nữa đâu, mày mà ra đào nữa thua mà luôn. Mày mà ra đào nữa thua luôn. Rồi hỏi đi. Anh Mão thích cái đào nè. Anh Mão này đi. Anh thích cái đào. Cái mua cái chì mà họ sát nội công á, làm 130 á. Bóc cái chì lên bàn cái em, anh coi cho anh em xem cái. Bóc cái chì. Anh hoán chiều nay anh hoán một lần rồi. Bóp lên, cái tiền gì bóp lên. Bóp lên. Đó, đang hóng cái này, về đao này mà hóng ra nè. Từ chì rồi sang bóng, sang đồ, sang tiêu, các kiểu cũng đà điếu. Không ra đao. Mình thì thằng em phát một ra đao luôn. Rồi đây, cho anh em xem xét đồ 10 lần đảo này. Bao tây này. Nón này, đai lưng này. Có một viên nào khoai, có một viên nào. Ôi từ từ ạ. Cái ngọc bồi tụi mình chưa lóc ạc này tí nè. Rồi ok, lên đảo nè. Giao dịch tiền vạn nè. Quên là giao dịch cái tinh hồng bảo thạch. Từ từ, em đang lao xuống gặp ló giao tranh rồi thì lao ra luôn. Hai thằng AD support nó lùi rồi. Mà không ra. Đây là còn có voi, còn thế thì ông Pinh chứ biết đến đời nào mới gặp.
phun dạo này thì chịu lên đồ đấy nhở, phi phong phi phủ các thứ không? Anh thì kìa không cần phi phong thì vẫn ngụt được không? Ok à? Sao thế nhở, anh đang bị biện cho mấy trận thua của mình do phun có phi phong đúng không? Tí cái đá ép ngựa hai ở người còn. Ôi anh ơi, cảm thấy thích thì tí nữa anh em mình ra Biển Kinh nói chuyện. Biển Kinh nói chuyện. Được. Nhắn cân bàn đó, nhắn cân bàn đó. Mua cho anh à? Không, mượn thôi. Khi nào bán thì nó bán. Nó không bán luôn à? Nó mua bán ngồi shop có 1k dạng à. Thì nói chung thì hồi hôm trước anh thấy rồi mà anh không có mua. Điều gì mình cần mình test thử 1-2 ngày thử mà. Cầm test thử cái độ new thế nào cũng thao chơi 40 chó thôi. Tại vì gặp gió đang cũng chết à, đường nào cũng chết, thật khẳng định luôn. Điều có 80 chó thì cái độ chạy nó vượt tốc ngon hơn. Ít bị chụp chó hơn. Đâu em mang đồ cũ vậy cũ chứ. À, lên đảo lại lên đảo cho anh em xem đồ ra sao này, nói anh em nhiều anh em không hiểu lắm. Đây. Cái mũ ý không. Hả? Không, anh Mão anh đang nhìn cái mũ ý đâu. Mất hết rồi. Nhưng mà cái mũ kia thiên nhất. Đây anh em ơi, lên đảo này. Hiện tại bây giờ thì lên đảo mặc đồ. Chưa có đồ đặc, mana hơi thấp đúng không? Đó. Nãy giờ là nói chuyện để lụm cái nhẫn nè, nói chuyện để mượn cái nhẫn test thử nè. Đúng rồi, mới anh Võ Hồng Sơn ơi, anh này chưa em Vinh Thiền Vạn, đang để cho anh em xem nhiều em mà. Anh này á, Khải mua thì cũng hơn 1 triệu thôi nè. Rồi anh này chưa anh Vinh Thiền Vạn, anh Vinh Thiền Vạn thì được 15 tỷ. Đó, Khải đầu tư thêm khoảng 8-9 kim, Khải anh Vinh Thiền Vạn. Thì 15 tỷ thì tầm này thì 9 tỷ 7. Thì Khải sẽ up được 120 và có thể lên 123 nha nè. Khải sẽ lên 123, bảo đảm anh em luôn. Khải sẽ lên 123. Đó, lên 123 thì lên top 2 thì yên. Đó. Khải sẽ, nói chung là Khải đẩy cái cấp nè. Mua thì chủ yếu đẩy cái cấp. Đẩy cái cấp là chủ yếu. Rồi. Giờ lên đảo đây. Chủ yếu Khải đẩy cái cấp nè. Đúng rồi, em mới mua đầu tên Hoàng Đạo thôi. Anh em xem ủng hộ một like chia sẻ nha. Anh em vào tiền vạn luôn à? À, anh em vào tiền vạn luôn à? Ok ok, được Khải lên đảo xong Khải sẽ anh em vào tiền vạn cho anh em xem luôn. Mặc đồ thôi nè, đồ set đồ này thì thiệt là nó có lần cái lần thay đổi này thì set đồ sẽ có cái sự thay đổi khá là khác biệt nha mọi người. Như lúc trước em thấy thì áo này, nón này, nón nào đẹp hơn nè, 40 55 60, cái này có 20, nỗ lực 100, cái còn nỗ lực thì có dư không tính sau. Nỗ lực 1k2, nỗ lực dư không nè, hay là lấy máu nè. Giờ anh em suy nghĩ nè, cái nón này hai nón như nhau luôn, mà cái nón này sinh lực được 55, mà cái nón này sinh lực được có 20 à, mà nó lại thua cái nỗ lực, mà nỗ lực tầm 1k2 Khải thấy quá dư rồi nè. Em mang cái nón cái nhẫn này vào xem nỗ lực k1 cũng dư, nỗ lực quá dư nè, mà cũng dư, nói chung tầm này nỗ lực dư rồi. Chắc là Khải nghĩ là mang cái nón này lái sinh lực là hợp lý rồi nè. Nón này lái sinh lực đi. Khải còn cái nón nào nữa không ta? Rồi Khải còn một cái nón bên dưới đợi tí. Đây, có mấy cái nón chón 40 mà anh em xem thế giới này. Nó không được đẹp cho lắm. Thêm nón này nữa. Nó vẫn thua cái nón này. Hay là lấy nỗ lực ta? Tại vì nỗ lực dư quá dư nè mày. Lực kiểu đó. Nếu mà tầm này 1k2 nỗ lực rồi, thêm được 30, thêm được 30 giọt máu cũng khá là cao ấy, không ít đâu. Hay là mang nỗ lực. Nỗ lực thì nó hơn được 40 nỗ lực nè. Hơn được 40 nỗ lực. Thôi lấy máu đi. Tầm này nỗ lực dư này, nó chọn máu là hợp lý nè. Nỗ lực dư nè mày. Nỗ lực tầm 1k thôi. Tầm này nỗ lực quá dư. Rồi ok. Chắc là Khải lấy máu đi. Nỗ lực quá dư. Cái hai này dư quá dư rồi. Rồi ok. Giờ ép đi. Đó. Sức đồ này thì sẽ chuyên đam nè mày. Chuyên đam. Mà có thể đánh 2 kinh luôn. Đánh 2 kinh luôn. Vừa chướng vừa đau luôn nha anh em. Đó.
đau lâu lâu cho anh em xem đó. Mà chứ không phải đau. Dạ thôi. Đợt này thì mới có 5 điểm 12 thôi. Nếu có thể thì có thể mua cái cung bí kíp 2 kim nút luôn nè. Tầm này mua cung bí kíp 2 kim nút luôn là được. Full máu thôi. Lượng đam phải cho thêm cho 4 1 4 5. Đó. Nếu mà lấy cái này ra được, cái này ra được tầy tầm đó hơn được 191 200 lực tây anh em, 200 lực tây á, lên được 191 lực tây ok rồi. Hãy sẽ đợi cho nó tròn lực tây nha, tròn lực tây thì nó mới hiệu quả được. 14146 đó ok, quá đẹp lấy. Đúng rồi, chắc khoảng 1 tháng nữa gộp anh em, 1 tháng nữa gộp ok hợp lý luôn em. 3 4 đây ok chưa, ok chưa nè. Đó rồi, trước khi thì hiện tại ví dụ như nếu mà Khải không mang nhận chón thì Khải sẽ được kháng lôi 75+1 và kháng như thế này. Còn nếu mà Khải mang nhận chón thì anh em cùng xem xét đồ nha. Có hai cách lựa chọn. Một á thì Khải sẽ được là 80 chón là từ nón nè, nhẫn nè, đó 80 chón và 85 chậm từ đai lưng nè, nhẫn nè, đó 80 chón 85 chậm đúng chưa. Rồi kháng lôi này 1 này 30 này 2 30 này 3 30 này đó, và gia truyền kháng cả 15 ăn ban đó, và một cây sắc thùng lý nội công 191 đó. Đó là hướng 80 chón 80 chậm phun đam. Còn hướng thứ hai thì Khải sẽ bỏ bớt chón đi, Khải mang kháng lôi vào. Nhưng mà theo Khải trải nghiệm đó, cái lượng kháng lôi 75+1 cũng như là 75 cũng như 75+1 cũng như 75+2 á, nó chỉ khác biệt một chút xíu thôi. Tại vì vừa rồi Khải có ép xét đồ cũ á, lên full 80 chón 80 chậm và 75+2 á, thì giao tranh và gặp ba thằng nhỏ đam, nó chụp Khải cũng chết. Mà Khải có 75 thì cũng chết, nó chỉ chết chậm mà chết sâu thôi. Lúc kiểu gì cũng chết, chỉ còn hai thằng nhỏ đam mà nó full điểm, nó full lắc thì đánh kiểu gì hai thằng nhỏ đam đánh Khải cũng chết. Chủ yếu là mình nhồi máu mình chạy ra được hay không thôi. Nên là Khải sẽ ưu tiên, nếu mà Khải thích ưu tiên cái hiệu ứng full chón hơn nè. Đó. Chứ còn bỏ vào này công nhận lên 75+1 ấy, nhưng mà chón có còn 40 thôi. Chón còn 40 thôi nè. Chón còn 40 thôi. Đó. Nên là Khải cảm giác nếu mà giao tranh hội đồng trong tống kim nó sẽ hơi yếu đuối. Lượng chón không đủ là chạy không nổi nè. Dính luôn là dính là đứng luôn không chạy nổi. Nên là theo Khải thấy thì Khải đưa chón vào Khải hợp lý hơn. Đó. Ok chưa? Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho video này sự đầu tư gạch Thí Yên mới cũng như là gì đó một like chia sẻ nha. Xem video này Khải sẽ anh Evan tiếp tục cho anh em xem nha. Đừng quên ủng hộ Khải mạnh một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những buổi tống kim cũng như là những trận giao tranh hoạt động ban của Khải cho vui nha anh em nha. Cảm ơn em đã theo dõi khá rất là nhiều nha.